Để tôn vinh và ghi nhận những công lao đóng góp của các nghệ nhân trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của dân tộc, Sở Công thương thành phố Hà Nội tổ chức lễ phòng tặng danh hiệu Nghệ nhân Hà Nội năm 2023 cho 42 nghệ nhân làng nghề trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ. Hà Nội hiện đã công nhận 319 làng nghề truyền thống và làng nghề Hà Nội trên tổng số 1.350 làng nghề và làng có nghề, nhiều sản phẩm đã được xuất khẩu đi các thị trường chất lượng cao như Nhật Bản, Mỹ, EU, Dubai, Nga và một số nước châu Á, Đông Nam Á. Hà Nội đã tôn vinh và ghi nhận 42 trên 46 nghệ nhân thuộc các làng nghề của 13 quận huyện, thị xã trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, góp phần xây dựng, khôi phục, gìn giữ và phát triển ngành nghề truyền thống của thủ đô như điêu khắc đá, điêu khắc kính, nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ, gốm xứ và rèn dệt lụa và đan mây tre, sân mài. Các nghệ nhân sau khi được phong tặng Nghệ nhân Hà Nội được cấp bằng chứng nhận Nghệ nhân Hà Nội ngành thủ công Mỹ nghệ kèm theo tiền thưởng 5 triệu đồng và huy hiệu. Nghệ nhân Hà Nội đồng thời được hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn, cũng như việc thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyên nghề, hoạt động nghiên cứu, thiết kế cải tiến mẫu mã sản phẩm, đổi mới công nghệ.